Vâng, Đỗ Sinh xin chào các bạn nhé. Tiếp đến những cuốn video giao lưu với vườn anh Văn Linh, thị trấn Trôi, Hoài Đức, Hà Nội. Chúng ta đến với một số những tác phẩm tranh được đặt liền nhau đây. Đây này thì là một cái tranh quê. Đồ chơi lâu năm, giờ cây cao từ mặt trận lên cao khoảng tầm 75. Tầm ngang của nó khoảng tầm 1m1. Vị trí em đang đo đây là khoảng tầm 80 ạ. Đang làm cho cái chậu 90. Cây này làm cho lối cắt dọc, không đi dây nên cây nó rất dài. Cây này giao lưu giá nào anh ạ? Cái này em giao lưu tại vườn giá là 45 triệu nha. Vâng, giá 45 triệu. Vâng. Rồi. Tiếp tục đến cây này đi. Vâng. Phần lớn là vườn em sưu tầm toàn những cây xanh quê cổ. Được tạo tác rất là kỹ. Cái này cao của tầm 85. Tán nó làm tán kéo như này. Tán 90. Vị trí em đang đo lên nó khoảng tầm 70 này. Vâng, vị trí đó là 70 à? Cây đang làm cho cây chậu 70 luôn. Cái này em xin báo giá tại vườn là 28 triệu. Rồi. Giá 28 triệu. Vâng. Tiếp cái này đi. Vâng. Theo cái lối này cho nó khỏi bỏ sót. Cái này cũng là một xanh quê. Nhưng mà nó được làm dàn tận răm này. Cao 60. Tán ngang của cây là 1m2. Đây là một cái chậu 90. Một cây xanh quê cổ dàn tận răm. Lép cây trắng làng rất là cao. Cây này đẹp, tổng bóng khá là đẹp. Cái này em giao lưu tại vườn giá là 25 triệu. Vâng. Giá 25 triệu. Cái này là một cái nét chơi bóng và tay cành nó cắt giật rất là kỹ. Cái này tay cành cắt giật rất là kỹ. Làm răm rất là lực. Gần như là một cái chơi về cũng chẳng có chỉnh sửa gì. Rồi, cây bên này. Cây xanh quất. Cao 7, cao 65. Tán ngang của nó là 80. Cây đang làm được cái chậu 45. Cái này cũng là đồ hết dây rồi. Cái này em bảo giá tại vườn là 10 triệu rưỡi. Giá 10 triệu rưỡi. Được rồi. Vâng, chúng ta tiếp đến một cây xanh Nam Điền này. Cái này chẳng biết Nam Điền đây là quê. Nam Điền đấy, Nam Điền đấy. Nam Điền anh ạ. Được. Nhìn cái da của nó rồi. Lá của nó chính xác là lá Nam Điền. Làm điền mép hơi xoăn một chút. Vâng. À, lá rất nhỏ. Và da của nó mốc rồi, da cóc rồi.
ra là thô ra. Vâng, chắc là ăn liền rồi. Cái này thực sự là vườn em vừa lấy về nhưng cũng chưa xem xét kỹ là làm điền đấy chất gì. Mình thì cảm nhận như vậy, còn chả biết được các bác. Vâng, bởi vì cái lá của nó rất là xanh đậm mà nó quăn một bên này. Cái này cao từ mặt chậu thì nó cao khoảng 75, tán ngang của nó khoảng 1m1 và cái chậu đây đang làm một cái chậu 80. Rồi, cái này giao lưu giá nào anh? Cái này em xin giao lưu giá tại vườn là 28 triệu. 28 triệu ạ? Và sang cái phôi này đi. Đây là cốt lam điền lùn lực, cắt chuyển rất là nhiều đoạn này. Cây cao từ mặt chậu lên khoảng cao 55, tán ngang 70. Cây nằm trên cái chậu 60. Cái cổ thân này, cổ thân này là khoảng tầm 70. Cây này em bảo giá tại vườn là 38 triệu. 38 triệu. Vì nó già mà nó cắt chuyển nhiều. Còn như những cái tay này làm xong rồi đấy, nó đang hơi nhiều lá một tí, chưa tỉa gọn này được vì đang đặt xuân nuôi cho lực ấy. Nhưng mà tay nó làm xong hết rồi. Rồi tiếp đi. Đây là một cây xanh nam điền. Cây này thì làm trong cái lối cắt giật và đưa cho những cái đường co rất là đẹp, có chiều sâu của cây nữa, có đường võng ở đây. Đường võng của đường thân hoành và đường võng của đường thân trực khá đẹp. Cây cổ ngọn rất là đẹp. Cây cao từ mặt chậu lên cao khoảng 60. Tán ngang của cây thì nó rơi khoảng tầm 85. Vị trí eo em đang đo đây, nó rơi khoảng tầm 65 này. Cây đang làm trên cái chậu tròn 50 nhé. Rồi. Cây này em xin bảo giá cho lưu tại vườn là 55 triệu. Giá 55 triệu. Và cây rất tương lai. Cũng chơi nó cũng quái cây, có cái độ khó chỗ này. Độ khó này là độ đưa lên tiếp. Rất là nhiều nghệ nhân mới ra cái đường co này. Rồi, chuyển sang cây xanh quê phía trong này. Rồi. Ui giời, cây này dễ nó bệt kinh kìa. Kín đặc chậu luôn này các bác ạ. Xanh quê này già lắm. Quá già này. Cây này là thuộc dòng cây nguyên bản trên đá, là cứ nuôi trên đá và trên cây chậu cằn này theo thời gian thôi. Nó lớn được như này nhưng cũng nhiều chục năm rồi. Từ mặt chậu lên là cao khoảng 65, tán ngang của cây là 90. Cây đang nằm trên cây chậu 75. Vị trí eo em đang đo khoảng tầm 36. Rồi. Cây này em báo giá tại vườn là 60 triệu. 60 triệu? Vâng. Và giá 60 triệu cây xanh. Là cây này nó trông như này nó rất là già, nó qua 3 thế hệ nghệ nhân tạo tác rồi. Ừ. Quay cây ổi sau không? Cây ổi nó mặc quay qua. Hay thôi. Hả? Vâng, không được. Quay là quay thì đừng có quay qua. Quay để người ta xem được cây chứ. Quay luôn nhá. Cây ổi ta đằng sau này các bác nhìn này. Đấy. Đây là một cây ổi cổ cao 1m1. Tán ngang 1m3. Vị trí eo, eo thân chỗ này là khoảng tầm 45. Cây đang nằm trên cái chậu 1m3. Một cây ổi cổ các cụ ngày xưa trồng trên chậu. Cái này bao tiền anh ơi? Cái này em giao lưu tại vườn giá là 32 triệu. Và
32 triệu. Còn em về nuôi được nuôi trong cắt cốt này được 15 này. Ừ. Cắt cốt để cho nó côn cây thôi. 15. Và còn vị trí này là một cây khế này các bác. Khế này là khế Bắc mình đấy chứ. Khế Bắc mình à? Chứ không phải khế lu miền Tây đâu. Đúng rồi, khế Bắc. Cao 60 ạ. Tán ngang 90. Cái vị trí hoành eo này là khoảng 60 ạ. Rồi. Hoành eo 60. Đây đang làm cho cái chậu tròn 70. Cái này tạo tăng nhiều thời gian lắm rồi. Thêm một cái bài cắt dọc rất là kỹ. Cây này bao tiền anh ơi? Cây này em giao lưu tiền vườn giá là 20 triệu. Giá 20 triệu, cây khế lùn lực đẹp quá nhỉ. Giờ vào miền Tây cái giá 20 triệu thì gần bằng giá nuôi phôi thôi. Ừ. Một cái phôi không thì cũng được mấy triệu. Rồi, để tôi lấy kiểu ảnh tôi cho cái cây này lên. Và đây là một cây xanh quê. Xanh Nam Điền ạ. Xanh Nam Điền á, sau lá nó lại thế này nhỉ? Cái này là hay vừa tuốt nó ra? Vừa lá nó dài ngoẵng này nhỉ? Vâng, vừa tuốt với cả chăm tốt đấy. Đây Điền cao 60 ạ. Tán ngang cây 80. Mình nghe vị trí này là 45 ạ. Ừ. Cây đang làm cho người chậu 50 tròn. Cây này thì rất là già rồi, bệ đế 24 già. Cây này bao tiền anh? Cây này em cho lưu tại vườn với giá là 35 triệu ạ. À. Đồ chơi 5 rồi. 35 triệu? Vâng. Vâng, tiếp tục đến cây Sam Hương đi. Sam Hương này thì cao chắc khoảng tầm 70. Ừ. Cao 70. Nên em cho lưu tại vườn với giá 2 triệu rưỡi. Vườn chơi cái này cũng hơn năm rồi, được nó lên 2 triệu rưỡi. À. 2 triệu rưỡi. Vâng. Sam Hương. Vâng, một em gái quê đây nữa. Cây này cao 65, tán ngang của cây là 75, cây đang làm cây chậu 70, heo thân chỗ này là 40, em giao lưu giá tại vườn là 12 triệu. Cũng được một năm rồi, cắt dần các thứ cho nó thấp cây xuống. Rồi. Chúng ta đến với cây hoa giấy này. Cây hoa giấy này thì cao 90, ngang 90. Vị trí cổ này, em đo được cái cổ này là 32. Cây này 32. Cây cao 90, ngang 90. Em giao lưu tại vườn là 16 triệu rưỡi. 16 triệu 500. Lên cái u chỗ này, cái u khụ này to thế nhỉ? Giấy tím Huế nhỉ? Vâng, cái này cái giấy tím Huế. Rồi. Chuyển lên đây. Ở dưới đây có một cái xanh Nam Điền. Xanh Nam Điền tầm nhỏ đây. Đấy, cái này cái bonsai đấy. Con đó kích thước. Cao khoảng tầm 35. Cao 35. Cái này em giao lưu giá 25 triệu. Nhỏ nhỏ này nhưng mà làm răm cũng rất là nhiều năm rồi, già đận răm rồi. 25 triệu. Được. Mai chiếu thủy đây. Cây này thì giá 5 triệu rưỡi. Cây cao khoảng tầm 70. Giá 5 triệu rưỡi. Thank you.
Ôi cây xanh này nó trực, nó lắc thân đẹp thế nhỉ, tay một tay hai lắc dẻo thế, ba bốn này thân chuyển liên tục. Cái này là cây già vừa nãy nó làm răm, cao 55, ngang 1 mét, vị trí eo này là khoảng tầm 42. Cho cái chỗ chậu này thì nó để tạm chậu này, thì bầu nó là cái bầu nhỏ hơn. Đúng rồi, chậu này hơi to so với cây. Để tạm đây. Bao nhiêu tiền đây? Cái em giao lưu giá này vừa là 25 triệu. 25 triệu, được rồi. Vâng, để kết thúc cuốn video này chúng ta đến với một cái phôi si này. Si búp hồng này. Si búp hồng đây. Cái này em giao lưu 7 triệu rưỡi. 7 triệu rưỡi. Bạn nào về cho nó cao lên tí nữa thì đẹp hơn.